Vào chiều ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Thác Giang Điền. Được biết, dự án này đã được thực hiện hơn 12 năm, nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa nhận được sổ. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên nhiều người đã gửi đơn tố cáo lên công an. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, dự án này do Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền có trụ sở tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và C của dự án. Tuy nhiên, công ty cổ phần du lịch Giang Điền trực tiếp cũng như thông qua các công ty môi giới bất động sản có hành vi quảng bá, giới thiệu và ký kết hợp đồng bán đất nền tại khu B và khu C của dự án. Từ năm 2010 tới năm 2018, công ty cổ phần du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn hơn 1.000 tỷ đồng.